Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Trọng Tín, anh em Lương Duy, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Nguyễn Bá Hưng và cuối cùng là anh em Sơn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay thì đã coi như là chơi tới 3 cái clip về cái bộ Warrior rồi. Đấy, nhận định cái meta mới rồi. Thì anh em cũng biết là cái bộ nào là cái bộ mạnh nhất rồi. Thế nên là hôm nay để cho cái không khí nó thay đổi một chút, thì hôm nay tôi sẽ làm content anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ làm một cái content độc dị lạ theo yêu cầu của anh em Trần Ngọc Nam. Anh em Trần Ngọc Nam thì có mong muốn là tôi sẽ chơi cái line up mà sử dụng cái combo gọi là Grim đấy, và kết hợp với cả những cái trưởng tìm tới đơn mục tiêu đấy. Đấy, kết hợp với Grim. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ làm cái bộ đấy anh em nhé. Con Grim nó sẽ quẹt mực trước, thì chúng ta sẽ phải sắm cái Blink. Đó, là tôi đã rèn cái Blink rồi. Chúng ta sẽ có cái Blink cho Grim tương lai. Và chúng ta sẽ có những cái con tìm trưởng đơn mục tiêu. Đấy, anh em thấy là ở dưới hàng chờ của tôi đã có hai con. Nó có cái skill nó như thế rồi. Cái tính chất của nó là bắn đơn mục tiêu. Đấy chính là con thỏ và cái con Flame Wizard. Khi mà nhắc tới cái con Grim nó kết hợp thì ngày trước ấy, chúng ta sẽ nhớ đến cái bộ là bộ gót rồng mập. Đấy, gót đỏ rồng mập. Thì cũng là một trong những cái lineup kết hợp rất là khỏe. Tuy nhiên là đấy là cái câu chuyện của cách đây một năm. Chứ còn bây giờ thì cái bộ đấy nó khá là yếu. Lý do đơn giản là tại sao lại phải nhét vào một cái con rồng mập và đánh ở level 10 nó mới đủ bộ, trong khi là có thể chơi ở level 9 và chơi bằng cái con Zu, cái con Swordmaster nó xoay và nó cũng rất là hiệu quả. Mà chỉ cần đánh ở level 9 và roll 3 sao thôi, nó rất khỏe. Đấy. Ngoài ra thì bây giờ cái đồ hút máu ấy, nó không còn được như ngày trước. Nó rất ít những cái món đồ mà có khả năng hồi máu. Đấy, ngày trước thì cái thời mà meta con rồng mập ấy kết hợp với gót đỏ, nó có rất nhiều thứ để cái bộ đấy nó mạnh. Cái thứ nhất đó chính là đồ. Đồ thì hồi đấy là cái huyết trượng nó có khả năng hồi máu. Và đó không phải là một cái món duy nhất. Ngoài cái huyết trượng ra còn hai món đồ nữa cũng có khả năng hồi máu đam kỹ năng. Đấy, đấy chính là một cái nó dạng như là cái chuỗi xương ấy, cái chuỗi hút máu xương bây giờ ấy, là nó là một kiểu. Và một cái kiểu nữa đó chính là giống như cái mặt nạ hút máu cuối bây giờ, nhưng mà nó chỉ là cái đồ ngày trước, nó chỉ là cái đồ đểu thôi, không phải là cái đồ cam, nó chỉ là cái đồ tím thôi. Đấy, ngày trước là có hai món đồ đấy là ghép được. Đấy, một cái là ghép bằng hai cái mặt nạ hút máu đểu, hai cái mặt nạ hút máu đểu thì ra cái hút máu nó giống như hút máu cuối bây giờ đấy. Và một cái món là ghép từ cái hút máu đều và cái áo choàng kháng phép thì nó sẽ ra một cái hút máu nó giống như cái chuỗi xương bây giờ, nhưng mà nó có khả năng hút máu kỹ năng. Đó chính là hai cái món mà ngày xưa ấy, nếu mà chơi gót rồng mập đỏ thì có thể chơi kiểu như thế, thì nó rất là mạnh. Nó có khả năng hồi máu với một cái lượng máu lớn, do cái combo quẹt mực và có thể là tung trưởng khá nhiều mục tiêu, nó sẽ dẫn tới việc là con rồng mập ấy nó sẽ rất là trâu. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện này nó khác rồi. Cái món mà hồi lực máu ấy, nó là cái món đồ cam. Và không phải lúc nào cũng lấy được. Chúng ta không có sự lựa chọn lấy đồ để ghép từ trước để có thể ra được cái món đồ chấn đấy, mà chúng ta sẽ phải hên xui rèn cái món đồ cam và nó có thể nó ra hoặc là không ra. Đấy, rất là khó chơi. Chính vì thế là cái bộ đấy nó bây giờ nó gần như nó là dĩ vãng rồi, không ai chơi nữa anh em nhé. Và tất nhiên là hôm nay tôi cũng sẽ không chơi cái bộ đấy. Đấy, tất nhiên rồi. Chơi thì chắc chắn là nó sẽ không có cái cửa nào mà lọt vào top ở đâu. Có khi nó còn ở cái top dưới cơ. Đấy, và thậm chí rất có thể là nó sẽ là top 8. Thế nên là cái bộ đấy tôi tránh xa anh em nhé. Cái bộ nào chơi được thì chơi thôi. Đấy, và cái bộ gót đỏ ngày trước ấy, nó có còn một cái sức mạnh nữa mà bây giờ nó không còn. Đấy chính là cái con Bad Omen ngày trước. Nó là có cái tộc tiên tri. Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái tộc tiên tri nó có cái khả năng là đốt máu ở những cái ô ở trên bàn cờ ấy. Mỗi giây là đốt 150 máu sát thương chuẩn. Đó, cái đó nó làm sức mạnh của cái bộ đỏ nó mạnh. Vì là cái lượng đam nó gây ra là rất lớn. Với những cái ô đấy, nó sẽ là chấp nhận là đổi máu với đối thủ. Đấy, để tạo lên cái sức mạnh đấy. Rất khỏe. Còn bây giờ gót đỏ thì nó không như thế rồi. Gót đỏ bây giờ rất yếu.
gót đỏ kết hợp bây giờ thì nói chung là kết hợp với Du tôi nghĩ là nó là cái sự lựa chọn đẹp nhất rồi. Còn bây giờ người nước cũng phải lên 10 mới chơi được thì khó lắm. Đấy, kết hợp với Du xoay. Cái meta gần đây thì gót đỏ nó cũng thay đổi một chút. Thay đổi một chút là những cái con đỏ nó cũng được hưởng cái hiệu ứng gót. Nhưng mà để mà so sánh được với gót đỏ ngày trước ấy, thì nó vẫn còn kém xa về cái sức mạnh của đội hình. Gót đỏ ngày trước đánh được rất nhiều kiểu, đánh bắn trưởng thì có rồng mập nhá, có người nước nhá, đánh vật lý thì có ca lông nhá, có cáo. Đấy, rất hay luôn. Nhưng mà bây giờ nó không đa dạng được như ngày trước đâu anh em ạ. Game bây giờ nó khá là kiểu nó khá là meta, nó có cái kiểu nó xoay sang meta nhiều chứ nó không hay như ngày trước. Ngày trước nó đánh meta nào nó cũng đánh được. Đánh vào rất nhiều lineup có thể là rất là hay sáng tạo. Đấy, còn meta này bây giờ mà sáng tạo là rất là khó chơi luôn. Tôi nói thật với anh em không phải dễ gì mà sáng tạo được đâu mà ăn được cái bộ Warrior bây giờ đâu anh em ạ. Đố là ăn được bộ Warrior mà sáng tạo được. Không múa được luôn. Phải đánh phải đúng cái lineup mà counter thì mới ăn được. Đấy, khó lắm. Ui thằng này mạnh cái này mà chuỗi thua 4 á. Ghê nhỉ. Đấy nên là cái bộ gót đỏ là không chơi rồi. Đấy còn bây giờ thì để xem là còn cái lineup kết hợp gì để kết hợp với Grim. À mà đấy còn cái con Grim nữa cơ. Tôi còn chưa nói với anh em nếu mà làm cái yêu cầu của anh em Trần Ngọc Nam ở meta trước ấy thì cái con Grim nó mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì cái số lượng cái Ulit mà quẹt trúng cái mực ấy nó không giới hạn. Còn bây giờ cái con Grim nó bị giới hạn anh em ạ. Nó bị giới hạn ở từng cấp độ. Đấy, như là ở level 1 thì chỉ quẹt được 2 con thôi. Trúng được 2 con thôi. Kiểu gì thì cũng chỉ trúng 2 con thôi. Đấy, con quẹt nó có tụm vào một chỗ thì cũng chỉ 2 con là có hiệu ứng thôi. Đấy. Nên là con Grim bây giờ là nó bị lép đấy. Nó bị yếu hơn ngày trước đấy anh em ạ. Thằng này có chuỗi này, không biết cắt chuỗi được không? Được không? Được đấy, được đấy. Nhưng mà cái thằng này ấy, nó chơi Aegisid à? Aegisid là tôi đang định chơi cái lineup này là nó khá là sợ Aegisid. Anh em nhìn anh em biết là tôi mua mấy cái con Wizard là anh em biết là tôi chơi cái gì rồi. Kết hợp với thỏ thì kết hợp với cái bộ Feather thôi. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy cái bộ Aegisid này thì trông hơi căng. Hay là chuyển sang Mage nhỉ? Kết hợp với 9 Mage thì sao? 9 Mage quẹt mực này xong rồi kết hợp với cả thỏ này. Kết hợp với Flame Wizard. Kết hợp với... À, tôi sẽ pick thêm nha anh em nhá. Đấy, như anh em Trần Ngọc Nam có nói là sẽ có vài con thì tôi để tôi xem là có những cái con gì tôi cho vào cho nó hợp lý. Hình như thằng Hài chưa gặp, Hài Z chưa gặp. Hài Z chơi gì đây? Warrior à? À cũng không biết. Cũng có con thỏ 2. Không biết có chuyển sang đánh phe giờ không? Cho này Aegisid khá mạnh đấy anh em ạ. Có cái con tướng 5 đô Aegisid 2 con liền. Búa xét à? Hay giáp xoay? Giáp xoay ngon hơn đấy nhỉ. Để mà ra được cái chuỗi combo đẹp ấy thì cái hàng phía trên ấy nó phải rất là trâu. Đấy mà đồ tôi nghĩ là sẽ dồn cho con cây đấy. Để cái bọn đằng sau một chút xíu đồ thôi. Chủ yếu là con cây ở hàng trước ấy nó phải tăng một tí thì mới có cái combo được. Con Grim bây giờ nó quẹt nó cũng được ít con lắm. Đấy, quẹt rồi còn chưa chắc đã bắn trúng vào cái những cái con mà nó bị quẹt mực đâu, nó bị dính cái đường mực đâu. Ô thằng này mạnh nhỉ, ăn được không? Chắc là vẫn ăn được thôi nhá, đúng không? Tiếc là trong cái trận đấu này tôi không có con Skybreaker để tôi kiếm Free Roll. Được đấy, hợp lý anh em ạ. Lên 7 luôn. Ok. Bây giờ tôi đang phân vân không biết là chơi 9 mét hay là phe giờ đây.
Trận này hai thằng Exit cơ à? Căng nhờ. Hai thằng chơi Exit. Có thể giải thích là cái việc là ở trong bộ truyền thuyết là có hai con tướng 5 đô ở trong bộ này. Và còn một cái cách giải thích khác đấy chính là cái bộ này nó không sợ bộ Warrior ở trong beta mới. Đúng không? Trận này chơi Feather thì lại bị gặp Exit, mà chơi Mage thì sao? Từ từ đã anh em ạ. Để chưa chốt được, cứ ôm cả hai đi nhá. Có cái gì mà nó ra cái con gì đấy mà nó hợp lý cái là có thể chúng ta chuyển. Bởi vì cái bộ Mage với cái bộ Feather nó chuyển được cho nhau anh em ạ. Có thể chơi linh hoạt cả hai bộ luôn cũng được. Chơi luôn cả hai bộ luôn cũng vẫn rất là ok. Chúng ta đổi qua đổi lại thôi. Bây giờ con Flame lên được 2 sao là tôi lại giữ được cái chuỗi này. Ui vãi này đủ bộ này. Tôi chết rồi. 6 Exit rồi. Tôi chịu rồi. Trận này có hai thằng Exit ạ. Cắt chuỗi luôn. Ngay ra 13. Chán đời. Gặp sớm quá. À, nhanh trí quay xe sang chơi Saman không? Nhưng mà nếu mà tôi ấy mà không phải làm content ấy nhá, là round này là tôi chuyển Saman rồi đấy. Ra hai con tư tế ấy. Mà vì làm content nên là thôi. Đấy, nếu mà làm content là sẽ tiếp tục làm content thôi. Còn nếu mà không làm content là bây giờ chuyển sang Saman đánh với cả nhà Exit quá ngon. Chúng ta chuyển từ bây giờ nó vẫn hợp lý. Đấy. Kịp mà. Bán hết mấy cái con wizard vớ vẩn đi đây này. Tư tế là hai con rồi. Kể cả trận này không có mèo, không có mèo không vấn đề anh em nhé. Chơi Saman này cốt là để counter vào cái bộ Exit thôi. Chứ còn mèo thì nói chung là cũng không cần làm mèo 5 đô ạ. Chơi 4 con thôi được rồi mà, 4 Saman được rồi. Thả nhiều Saman vào là được chứ cần gì đâu. Ok, đấy, trận này lại thắng. Cuối cùng thì ôi ra hai con mèo này, ngon. Vừa lúc là kịp luôn. Ok. Ra hai con mèo chắc phải giải tán Feather. Bây giờ mà mua được hai con mèo này là tôi phải bán hai con này đi. 3 tiền. Đó. Cho vào đây thay này. Có lên bán thêm nữa không nhỉ? Để lấy 50 tiền không nhỉ? Thôi. Tí nữa thay một con cây với cả con cung Wing Ranger đúng không? Chứ có chơi con Phong Vũ này không? Các cái con bắn trưởng kiểu kết hợp với Grim thì cái con Phong Vũ này nó không kết hợp được. Nên thôi nhá. Bỏ đi. Cây này. Có lên roll ở level 7 hay là lên 8 nhỉ? Thực ra với thế trận như này lên 8 vẫn ngon. Đồ lấy giáp thôi. Tí nữa là mấy cái đồ này cho con cây hết. Cho nó thật là trâu phía trên đi. Xong rồi flame ở phía dưới bắn. Thỏ phía dưới bắn. Sẽ có thỏ flame này. Flame wizard với cả con thêm con Wing Ranger. Đấy mà trận này 5 đô ấy. Nó còn có một cái con mà nó cũng kết hợp với con Grim. Đó chính là con Lick. Con Mage thuộc tộc Exit là chúng ta có thể nhét được ở level 10. Bỏ vào con đấy thì sẽ bỏ con dơ so ra thôi. Có mấy cái Free Roll này cũng ngon. Mỗi round chúng ta sẽ có cái Free Roll. Ok. Này lên 8 à? Grim này. Làm nào giờ? Feather luôn thì hơi yếu nhỉ.
Vân vân quả này quá, nhưng mà thôi được. Từ từ đã. Chưa muốn Feather bây giờ nó đang hơi mỏng anh em ạ. Bao giờ cây lên được 2 sao mà cho vào, mặc dù đủ bộ đấy. Nhưng mà cây này mỏng quá. Thôi, từ từ. Roll mấy cái xem nào. Không là phải lên 8 đấy, lên 8 để kẹp thêm được một con Zipper ở phía trên. Thằng này phải Warrior không? Warrior hay là Beat đây? Ủa, đau thế. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Con Zipper nhiều đồ tăng lắm. Đánh được. Chúng ta khá đông elite đấy. Bây giờ mặc dù đánh ở level 7 nhưng mà có tận 9 con cơ. Play bữa này. Không ra cây luôn ạ. Ôi tôi luôn từ nãy giờ mà không ra con nào. Cay thật. Ui có cả gót đỏ này. Vậy nếu mà trận này mà chơi Feather bị counter khá là nhiều nhá. Bộ gót đỏ này counter phết đấy. Ăn được không? Ui khó. Luôn tiếp. Đen nhỉ anh em nhỉ. Roll từ nãy giờ không ra cây luôn này. Sao lại có thể đen đến mức độ như thế nhỉ? Ui rồi ôi. Chưa được. Tôi đã không phải lên 8 mà tôi luôn ở level 7 rồi đấy. Mà nó còn không ra cơ. Chết thật. May mà không lên 8, không hết bố tiền. Chả có tiền roll nữa. Roll như này mà không ra cây nữa thì chịu à. Mà chuỗi thắng của tôi cũng dài chứ. Nhưng mà bây giờ mất hết cái lợi thế của nó rồi. Cứ phải dừng lại roll mà không ra này thì có toang không. Chán thật. Chỉ cần cái con cây nó lên được 2 sao là chơi được ấy mà. Hàng trên nó chỉ cần đủ dày thôi. Bây giờ chưa có con nào tăng cơ về trên cả. Ui có cả Xin này. Chuyện này Xin thì đánh kia giờ cũng hợp lý. 9 Xin à. Càng đấy. Thằng này sẽ đánh 9 Xin thằng Ryu. Đây rồi, cây đây rồi. Nhưng mà phải có con Wizard để kích hệ. À phải có con Drui để up cấp. Quên mất. Thế này. Cay thật. Buộc phải thế thôi chứ không biết làm nào. Giờ không xử lý kịp rồi, hết thời gian rồi. Còn một cái con cung ở đây nữa là round này sẽ phải lóc lại thôi. Áo quái chúng ta đổi thì nó cũng sẽ đỡ bị cuống hơn. Chúng ta có nghỉ được một round để chuyển tiếp sang cái bộ 9 Feather. Đây rồi. Thôi chuyển luôn anh em nhé. Đủ bộ cái chuyển luôn. Thiếu một con à. Ok. Chiến thắng.
Rồi tạm thời cái này đã. Form được cái bài level 7 được rồi. Luôn con cây 3 sao đã rồi tính. Cứ đánh cái level 7 cái đã. Chuyển như này là khá là luột đấy. Chúng ta sẽ không bị một cái nào là bị lọt cả. Form bài phát là đủ bài này là ngon rồi. Bây giờ là thực hiện cái chuỗi combo đẹp thôi. Trận này có cả God Warlock ạ. Thì tôi chơi cái gì ở bọn nó counter kinh thế nhở. Chứ phía giờ mà thằng nào cũng counter luôn ấy. Mà thằng này chưa lên 9 được thì vẫn vô tư. Phải lên 9 mới sợ. Đây mới là 6 con Aegis thôi. Nó không phải 9 Aegis. Vẫn có thể đấm được. Ăn được không? Tôi nghĩ là sẽ ăn được thôi. Tôi có con hút mana này rất là khó chịu. Đấm vào không tăng được mana là ngon rồi. Ui dồi ôi, còn một con này. Luôn lốt nha anh em nhá. Luôn lốt con thỏ đi. Trong lúc đấy kiếm luôn cây 3. Lại flame. Thỏ. Ui ra con Doom nữa này. Vẫn chưa ra thỏ. À ui dồi lại ra cái con này nữa. Thôi được rồi. Từ từ đã. Bình tĩnh. Thế thôi. Không khô máu đâu. Tại sao phải khô máu? Rao sau hy vọng là sẽ lên được con thỏ con cây lên 3 sao. Giải phóng cái hàng chờ này cái đã. Cái con Grim bây giờ ấy, nó quẹt mực nó khá là yếu anh em ạ. Anh em có thể chứng kiến ấy. Nó chỉ được hai con thôi mặc dù đối thủ tụm hết vào cái vị trí này nhưng mà chỉ quẹt được hai con. Thế nên là cũng chả có cái combo nào nó thực hiện cả. Đấy, được một combo kìa. Combo của thỏ kìa. Dính được hai con thôi mà. Mà nói chung là không ăn thua. Thua rồi. Nào này khó mà thắng được. À nếu mà giết được con đấy đi lại thắng. Được. Mà nó trâu đấy nhở. Skywalker được bóp giáp trâu thật. Ok đấy cây cây mà lên được 2 sao là gần như là giữ máu rồi. Bây giờ chỉ có chuẩn đồ thôi. Hay quá nhỉ. Lùi thêm luôn con Wing Ranger lên 3 sao luôn. Máu còn nhiều mà. Bây giờ tranh thủ lúc đấy chúng ta cũng roll luôn con cây lên 3. Nhuộm vàng luôn cái đội hình này luôn cho anh em Trần Lam anh em thích. Để xem có được không nhá. God, God kết hợp với Warlock. Thằng này đi luôn không? Bộ này bây giờ yếu lắm anh em ạ. Nhưng mà tôi là cái bộ Feather. Ăn được không? Ăn được luôn à? Không, 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 khó, khó. Con này nó giết được địch thủ là nó sẽ hồi máu cho con thấp máu nhất. Flame cũng sắp lên được 3 sao này. Cây lên 3, Flame lên 3. Doom chắc chỉ chơi 2 thôi. Wing Ranger cho lên 3 luôn. Grim lên 2 sao. Đấy, đánh ở level 8 thì kẹp thêm con Doom. Level 9 kẹp thêm con Flame Wizard. Tất cả đều là những cái con mà kết hợp được với Grim nhá anh em chuyển công làm nhá. Đấy, và lên level 10 thì có thể kết hợp thêm với cả con Lich nữa. Vứt con Zersaw đi. Đấy, chúng ta có đầy đủ bộ luôn. Khá khỏe. Gặp ngay gót đỏ. Gót đỏ bây giờ thường nó sẽ dồn đồ cho con du. Lối chơi hiện đại bây giờ là như thế. Chứ còn không như ngày trước là sẽ dồn đồ cho người nước hay dồn đồ cho rồng mập. Nó mất slot quá. Bây giờ đỏ là có thể tung trưởng được rồi.
mà lúc roll ấy là sẽ là hai con là con lava ấy cũng roll luôn. Ra con nào lên 3 sao đều là co được, chơi được hết. Rồi, roll tí nào. Cây 3 đi xem nào. Ui giời ơi chán đấy. Bây giờ cần Grim lên 2 và con Doom lên 2 sao. Thế là đẹp nhất, giải tán được khá là nhiều hàng chờ. Round 25 cũng đã chuẩn bị ra đi hết rồi. Từ tuần cơm trở lên và phần còn lại thế giới. Từ top 2 61 máu, top 1 thì 73 máu, còn lại ngắc ngoải rồi. Thằng 37 máu kia tôi nghĩ là gặp 2 round thì cũng đi thôi. 37 máu mặc dù top 3 đấy nhưng mà vẫn sẽ đi, có khi còn đi trước cả cái thằng top 8 bây giờ. Cây này. Hay quá. Đủ bộ chưa? Ok. Rồi, thôi bây giờ ấm rồi. Bây giờ chắc lên 8, lên 8 lên 9 sớm anh em ạ. Chỉ cần cái con cây nó lên được 3 sao thôi mà. Bộ này những cái con ở dưới ấy, nó sẽ đóng vai trò là gây đam thôi. Chỉ có cây đứng vai trò tăng cơ phía trên là bây giờ lên được 3 sao rồi. Rất là ok. Đấu với cái nhà beat được, đấu với nhà assassin tôi nghĩ là sẽ cần phải có thêm đồ chống chịu đấy. Đồ chống chịu hoặc giảm sát thương của đối thủ. Rao này lấy được cái hai tia cũng ngon đấy, dìu pha lê cũng ngon mà quả cầu vực thẳm cũng ngon. Chỉ được chọn một trong ba thôi. Nếu mà lấy đồ cho pha lê tôi nghĩ cái zip lổ này cũng ngon này. Chắc là zip lổ này ngon nhất rồi. Tí nữa cho pha lê 3 sao cầm. Nó sẽ đánh lan hai mục tiêu. cái combo mà búa sét kết hợp với cả hai tia nó khá là hay. Ở cái tia thứ hai nó cũng có tỷ lệ giật sét anh em nhé, nó tăng tỷ lệ giật sét lên. Thằng này chơi exit rồng không biết tôi có ăn được không. Cầy rất nhiều đồ trâu, sợ nhất là bọn này lên level 9 rồi. Đã có những cái nhà ra đi ở đấy càng nhà. Thằng này chơi exit xanh hơn cái thằng kia. Cái thằng cắt linh đi luôn top 8 kìa. Phải đài chơi exit đấy. Giờ mới để ý top 8 luôn ạ. Thậm chí trận này không có thằng nào chơi Saman để counter mà vẫn top 8. Phải lên một con nữa thôi. Thôi rồi từ từ đã. Chuẩn bị sang Doom tí cho vào. Chúng ta có thể mắc tối đa lên được level 9 hoặc 10. Trận này mà đánh về late game thì mới lên được 10. Chứ còn nếu mà đánh sớm ấy, khả năng là chơi ở 9 là đủ rồi anh em ạ. Đánh ở level 9 chúng ta có full 3 sao là chơi được. Thằng này chắc vứt đi. 9 assassin thằng Ryu à. Ui vẫn ăn được tôi này, điều là đập đau đấy. Còn này con cây của tôi là cứ cọc thôi. Mà trông có vẻ hiên ngang phết nhỉ anh em nhỉ, trâu đấy. Đấm mãi mới chết được luôn. Rồi lên đi. Còn Flame đúng không? Flame với cả Wing Ranger. Tiết kiệm tiền thì đã anh em ạ. Rao này 50 tiền rồi. Cái vấn đề là nếu mà rao này mà tôi đang ở vị trí là top 7 từ dưới lên với một máu ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ roll hết tiền ấy. Nhưng mà tôi đang ở vị trí top 2 với 48 máu thì tôi cứ đánh từ từ thôi. Chả có cái gì phải vội. 48 máu này tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được bọn nó thôi. Không thể dễ dàng chịu thua đâu. Đã form một đủ bộ rồi chả nhẽ lại thua. Meta mới khéo quá nhỉ. Cứ bình tĩnh.
Trận này có thằng God Warlock mà tôi không hiểu tại sao nó lại chơi luôn ấy. Tôi đã nói ở trên kênh của tôi rất nhiều về cái bộ Warlock rồi. Meta trước còn chơi được thôi, chứ còn chuyển sang meta này thì thôi, tốt nhất là bỏ đi mà làm người. Quá khó anh em ạ, chơi Warlock ấy. Rồi trận này sao? Nó dù xoay liên tục. Càng ấy. Thế chịu à? Ấy mà giết chết thì không sao. Ui được luôn. Đằng sau lại có con Lancer chống lưng à. Mà đi luôn đâu này không bạn ơi. Con thỏ là còn có thể tiêu diệt được nha. Thỏ nó stun là còn có thể chơi được. Ok, thế là tạm biệt nhá. Rồi. Rất là may mắn là khi bạn tạm biệt tôi, bạn đã cho tôi 2 món đồ. Rôn mãi không ra là nào. Đây rồi. Lên 8. Mà đã lên 8 và lên 9 luôn, kẹp thêm Doom vào anh em ạ. Đấy. Khá ổn đấy. Một round nữa là có thể dí thẳng lên 9 kẹp Doom. Còn Doom 2 sao mà để ở ngoài thì tội lắm anh em ạ. Cho vào trong sân để cho nó thể hiện chứ. Lại gặp Exit khả năng thua. Khó. Gặp Exit này kiểu Exit bắn trưởng ấy. Không có đồ kháng chịu luôn. Máu thì chia đôi. Nó sổ vào cực kỳ nhanh luôn. Cái con cây gần như chả có tác dụng gì phía trên. nhưng mà ăn được này. Dồn nhiều đồ nó lại ăn được. Châu 3 sao rồi mà. Chả có lẽ lại thua. Nhưng mà cái thằng này ấy, nó có cái là nó đang đánh ở level 10 đấy anh em ạ. 50 tiền ở level 10 kìa. Anh em thấy không? Quá nhiều tiền. 50 tiền, 60 tiền ở level 10. Hai thằng luôn. Nào này tha hồ mà roll để kiếm bài. Lên 9 nó sẽ kẹp con Doom. Mà lên 10 chắc là thêm con Wizard vào. À không, 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 nhầm. Thêm con Wing Ranger vào. Thế là chúng ta đủ bộ. Không, tí nữa mà ra lick thì vứt cái con dưa so đi là xong. Đấy, đủ bộ đấy. Hàng chuẩn luôn. Combo thì vẫn thấy vừa đi 1 sao thì cũng chả có cái combo gì cả đâu. Con này phải ít nhất lên 2 sao để có cái đường chỉ nó quẹt đến trúng 4 mục tiêu. Lúc đấy thì mới có giá trị. Ok. Chúng ta có 3 món đồ này đều rất là ngon. Lấy cái gì cũng ngon. Mà để đánh với Assassin tôi lấy cái này. Nó sổ vào hàng sau ấy thì ít ra có cái búa bình minh để cản lại được một con. Để cái này cho an toàn. Trận này hơi ngại mấy thằng Assassin. Mặc dù tôi có 9 Feather nhưng mà tôi vẫn ngại. Nó chỉ cần có cái MOM thôi thì nói chung là cũng sẽ không lên được cái clip top 1 đâu. Khó lắm. À bây giờ chính ra nhá, tôi Hyperdrone ở level thấp ấy, bây giờ tôi lại rất là ok. Cái tầm này có thể ngủ ngon luôn ấy. Hyperdrone lên được 3 sao rồi nên là bây giờ gặp nó sẽ không thể mất nhiều máu đâu. Tôi nghĩ là mất một chút xíu đó. Máu khá là nhiều, 48 máu đốt thoải mái. Tầm này không mất máu nhiều như trước nữa rồi. Ok. Rồi, gót đỏ hả? Khỏe phết nhờ. Đấm mãi không vào máu kìa. Hỏng rồi. Được không? Vừa lên 3 sao mà còn thua. Không, không có chuyện ở đâu. Đừng có làm thế với tôi. Ok. Chọc chết nó đi. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Ơ kìa. Cái gì đấy? Tại sao lại chết hết thế? Ơ điêu thật. Tự nhiên mấy cái con tướng của tôi nó đứng im xong nó chết dần ạ.
Lỗi à? Lạ nhờ. Rồi ra 33. 33, 33 này là đúng tiến độ là có thể lên được level 10 này. Đồ này là được rồi, đồ khá là trâu. Còn lên chuyển sang năm rồng đấy. Bỏ qua mấy cái con Dragon Claw rồi đấy. Chuyện này Assassin cũng to. God Warlock nhưng mà nó có cái món đồ gì nhỉ, đồ God, nên là nó chỉ cần đánh ở level 9 nó đủ bộ. Căng thật. Kẹp thêm được cả một cái con Storm Shaman nữa. Vô cùng khó chơi. Exit lại bị ăn combo rất đẹp luôn anh em ơi. Ôi giời ơi. Combo Doom này rồi sau đấy là combo của Flame rồi combo thỏ. Đẩy nhiều luôn, hay quá. Ui 27 máu luôn kìa anh em kìa. Được quá nhờ. Grim này thôi. Chả nuôi làm gì. Ok. Thế này thì anh em bảo mấy round nữa thì kết thúc trận đấu. Còn có 4 thằng, mỗi thằng còn có tí máu ấy kìa. Tôi nghĩ là sắp kết thúc rồi đấy. Tầm này mà không đánh được ai thì cũng chắc cũng chả đánh được ai đâu. Exit bây giờ lại không sợ nhỉ. Feather, tôi chơi Feather. Đáng lẽ ra là Exit nó phải khỏe lắm ấy. Nhưng mà không, nó thậm chí nó còn không kết liễu được cái con 3 sao của tôi để nó gọi đệ 3 sao ra ấy. Quan trọng là mấy cái con 3 sao khi mà gặp Greater là không bị bắt vào là được. 9 xin này cây 3 tôi nghĩ vẫn trụ được thôi. Ui còn đông á. Nhất là cái con Queen vừa rồi, pha vừa rồi nó không tung một trưởng. Chết rồi. Ui đang này có thằng nào đi không? Trận này cũng kết thúc khá là nhanh đấy. Hai máu liệu rằng nó có lật kèo nổi không nhỉ? Tôi chắc sợ nhất cái thằng đấy rồi. Còn hai thằng còn lại vô tư. Kể cả cái thằng có chuỗi kia nhá. Bây giờ lại nó có chuỗi lại mong nó sang đây ấy. Cắt chuỗi luôn anh em ạ. Tôi thì vẫn chưa có nhu cầu lên 10 ấy. Bây giờ ra con nào đi lên 10. Giờ thà đánh ở 9 luôn 3 sao Doom này này, có khi ngon này anh em này. Anh em thấy là con Doom của tôi là nó gần như là nó lên được 3 sao rồi. Thiếu một quả trứng và một con Doom nữa thôi. Đấy, hoặc là hai quả trứng nữa. À hoặc là ba quả trứng nữa, ba quả trứng cũng được. Ba quả trứng là chúng ta cũng up luôn được lên. Ok, đấy rồi, gặp thằng có chuỗi rồi, cắt luôn đi nhá. Sợ gì, Doom đi, Doom nào. Ây da, Doom. Đúng rồi. Đấy, còn lại, là gì, con Flame của tôi chết rồi. Thế thì chắc là cũng không ăn được. Ui vậy đấy, cái thằng hai máu đẩy ngược lại cái thằng Likita chơi Exit kìa. Ồ, càng đấy. Căng nhỉ. Ok. Vậy là đến cái giai đoạn solo 1v1 rồi. Cắt chuỗi vào như là tiến bạn hài lên bảng luôn. Rõ là hài. Cắt chuỗi phát tiến bạn luôn. Đồ này chắc chuyển đồ cam đấy anh em ạ. Mà để xem nó vứt được cái gì. Kiểu bây giờ món nào cũng muốn dùng ấy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ soạn được ra. Vì nó sẽ soạn bớt đi, vứt bớt đi. Đánh tay thì Flame nó đủ rồi. Chắc sẽ không lấy thêm. Có lấy cái giáp thôi anh em ạ.
ra 36 liệu có phải là round cuối không? Đội hình mạnh lắm rồi. Đấy, món này chắc chắn rồi gì nữa. Ok, để tôi đổi. Được, cũng tạm. Cho con cây cầm cho nó trâu. Thêm cái khả năng là tránh cho con cây anh em ạ. Rồi, những cái đồ còn lại rồi nó doom. Xây cuối tôi chuyển con flame. Để dây cuối nó lên nó bắt luôn ấy. Ok. Được ăn được không? Vai con cáo chọc chuẩn đấy nhở. Ui dồi, con gấu nhảy phát lửa chết con flame. Thế khả năng thua nhở. Ây à, con cáo nó chọc đau thế. Cây vẫn sống. Cây có vương miệng, cây có vương miệng, cây có vương miệng. Cây có vương miệng, đốt rất đau. Ờ, bây giờ kiểu gì? Solo, solo. Rồi, trò chơi kết thúc rồi. Thế thì đi rồi bạn ơi. Ui giời ơi. Hai máu thì chắc chắn là đi rồi. Trò chơi kết thúc. Đấy. Bây giờ con Grim thay đổi trưởng, anh em thấy là combo rất khó có thể chơi mặc dù đã có chấn Blink rồi. Đấy, nó không thể quẹt được tất cả đội hình nữa như ngày trước nữa. Nhưng mà hy vọng là anh em trên Ngọc Nam vẫn sẽ thấy là cái clip này nó hay nhá anh em nhá. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian và anh em muốn là tìm hiểu về meta mới, anh em hãy chọn một trong hai cái video ở màn hình kết thúc để xuất nha anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!